Dương Cẩm Linh đi chùa Thanh Tịnh sau lùm xùm nợ nần được Thanh Thức giúp đỡ tận tình. Dương Cẩm Linh được biết đến là nữ diễn viên nổi tiếng với những vai diễn trong loạt phim truyền hình cũng như sở hữu nhan sắc mỹ nữ. Thế nhưng đến cuối năm 2022 vừa qua, Dương Cẩm Linh bất ngờ trở thành cái tên thị phi trong Vbiz khi bị tố nợ nần. Đoạn clip Dương Cẩm Linh bị một người phụ nữ đến tận nhà đòi nợ đã được phát tán trên mạng xã hội. Nữ diễn viên sau đó cũng thừa nhận chuyện nợ nần, cho biết từng thiếu người phụ nữ trong clip 300 triệu đồng và đã trả được 190 triệu đồng ở thời điểm đó. Sau biến cố này, Dương Cẩm Linh được bạn bè giúp đỡ và đã trả được toàn bộ số nợ 300 triệu đồng cho người phụ nữ trên. Nữ diễn viên cũng tích cực livestream bán hàng để có thu nhập duy trì cuộc sống, lo cho hai con và thanh toán nốt những số tiền nợ còn lại. Bước sang năm mới 2023, Dương Cẩm Linh mới đây đã khoe loạt ảnh thanh tịnh khi đi chùa đầu năm. Nữ diễn viên mặc áo bà ba, mộc mạc khi đến chùa và bày tỏ mong muốn có một năm mới bình an sau những ồn ào cũ. Trước đó, Dương Cẩm Linh cũng từng lên tiếng cảm ơn những bạn bè và đồng nghiệp thân thiết đã hỗ trợ, đồng thời cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu có những bình luận bôi nhọ gây ảnh hưởng đến danh dự của nữ diễn viên. Linh cố gắng làm hết sức để trả được nợ, còn những chuyện không vui, chuyện ai đó đã làm sai, làm không đúng, vi phạm pháp luật thì mình cũng yên tâm vì đã có luật sư sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Linh, đòi lại công bằng và sự thật, Dương Cẩm Linh viết trên trang cá nhân. Dương Cẩm Linh là nữ diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Việt Nam, cô sở hữu gương mặt khả ái và khả năng biến hóa qua các vai diễn. Tuy nhiên, ngoài đời thực, Dương Cẩm Linh có tình duyên lận đận khi từng có cuộc hôn nhân với nhà sản xuất phim Anh Khoa nhưng đã ly hôn. Người đẹp sau đó có bạn trai mới nhưng bị người này phản bội khi đang mang thai. Dương Cẩm Linh vì thế hiện tại đang là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai cậu con trai. Những ngày cuối năm vừa qua là quãng thời gian khó khăn với Dương Cẩm Linh. Cô thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận bởi ồn ào nợ nần. Nữ diễn viên cho biết cô hiện đang thiếu khoảng 6 tỷ đồng, phải làm đủ mọi nghề như bán hàng online hay cò đất để kiếm thêm thu nhập. Giữa lúc lùm xùm bùa vây, mỹ nhân gốc Đồng Nai vẫn nhận nhiều sự giúp đỡ, động viên của khán giả, đồng nghiệp. Một trong những người bạn luôn giúp đỡ, hỗ trợ Dương Cẩm Linh đó chính là Thanh Thức. Giữa lúc ồn ào bùa vây, nam diễn viên vẫn không quay lưng với cô, trái lại còn động viên bằng sự ấm áp, chân tình. Sau khi trả hết số nợ khoảng 300 triệu đồng cho người phanh phui sự việc, Dương Cẩm Linh đã đăng ảnh Thanh Thức và dàn cast chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ để cảm ơn. Năm 2015, Dương Cẩm Linh và Thanh Thức hợp tác trong dự án truyền hình Kẻ Thù Phụ Nữ. Sau bộ phim, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết đến hiện tại. Trong những dịp đặc biệt của Dương Cẩm Linh, nam diễn viên đều dành thời gian đến dự. Thanh Thức và Dương Cẩm Linh cùng chơi chung một nhóm bạn gồm có vợ chồng Lê Phương, Trung Kiên, Ngân Khánh và Nam Cường. Các nghệ sĩ thường xuyên tụ họp trong những ngày lễ Tết, sinh nhật. Ngoài Thanh Thức, Dương Cẩm Linh còn cho biết có nhiều đồng nghiệp đã giúp đỡ cô trong vụ ồn ào nợ nần 6 tỷ đồng. Nữ diễn viên bộc bạch, anh Đại Nghĩa, Thanh Vân, Ngọc Lan, Linh rất trân trọng, mang ơn và rơi nước mắt khi mọi người hỗ trợ lúc biến cố. Có giúp về mặt tài chính, không nhiều cũng chẳng ít nhưng rất quý những sự động viên. Lúc mình rơi xuống đáy thì vẫn có những cánh tay giang ra, họ làm mình nhẹ lòng đi rất nhiều. Còn những người quay lưng với Linh thì không đếm hết được. Nhiều khi mình bị như vậy nên họ không muốn dây vào. Biến cố là lúc nhận ra ai mới là bạn bè thực sự. Dương Cẩm Linh rất may mắn khi được những người thân thiết hỗ trợ. Ngoài Thanh Thức, còn có nhiều sao Việt khác sẵn sàng giang tay giúp đỡ cô.